Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo cái phụ đề cho YouTube Short với phần mềm Filmora 11 nhé. Công nhận là tiếng của từ cái mic của cái GoPro chán thật các bạn ạ. Để ngay cạnh luôn mà quay chán thật. Đây, ngồi ở chỗ chỗ Royal City ấy, mà mình thì lười mang mic. Dạo này đi chơi chỉ mang mỗi cái GoPro đi quay thôi, lười. Ok, thực ra thì để tạo cái phụ đề cho YouTube Short ấy thì các bạn làm tương tự như là cái phụ đề bình thường. Tuy nhiên là nó kiểu hơi mất thời gian ở cái chỗ mà các bạn phải thiết kế cái phụ đề của bạn cho nó to, nó rõ ràng hơn. Vì mình nhìn thấy nhiều kênh YouTube Short ấy, nhiều kênh YouTube mà làm Short ấy thì họ làm cái phụ đề rất là to, rõ, xong rồi màu sắc bắt mắt nữa. Thì các bạn có thể tạo được trong Filmora rất là đơn giản nhé. Ví dụ đây là cái dự án mẫu nhé, tuy nhiên mình sẽ tạo một cái dự án khác. Các bạn sẽ tạo một cái dự án và tỷ lệ của nó là 9:16 nhé. Các bạn nhớ là khi làm YouTube Short hoặc là làm video TikTok ấy thì tỷ lệ nó là tỷ lệ 9:16. Video dọc các bạn tạo này. Ok, mình sẽ lưu cái này lại đã. Tiếp theo là bạn sẽ đưa cái video của bạn vào, có thể bạn quay bằng điện thoại, bằng GoPro cũng được. Mình thì quay bằng GoPro nhé. Và cái cách mình quay ấy là thôi đây cục pin. Ví dụ mình để ngang này thì nó sẽ là video ngang, thế còn nếu mà bạn để dọc như này thì nó sẽ có chế độ nó tự xoay ra thành cái video dọc. Mình sẽ import cái video từ GoPro, không cần phải ấy gì cả. Import cái video từ GoPro của mình nhé. Đây, Royal City. Cái video này nhá, đây là cái ví dụ của mình nè. Kích vào đây. Đây là cái video dọc nhé. Mình sẽ cho các bạn xem cái kích thước của nó. 1520, 2707. Cái này là 2.7, gọi là kích thước là 2.7K ấy. Thế nhưng mà mình sẽ làm là Full HD thôi nhé. Mình kích vào OK, mình chỉ việc kéo nó xuống timeline, kéo xuống timeline và mình giữ nguyên cái dự án thôi. Phần project setting mình sẽ gọi là keep project setting nhé. Mình sẽ đổi lại cái frame rate cho nó thành 24 đi. OK, thành 24 trông cho nó cinematic. Tiếp theo là bạn sẽ phải cắt video trước và bạn cắt cái đoạn nào mà nó kiểu cần dùng ấy. Chào các bạn. OK, đoạn đầu mình cắt nhé. Mình sẽ bật cái auto ripple này lên để cắt rồi xong mình xóa đi, đỡ phải ripple delete. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái phụ đề cho YouTube Short với phần mềm Filmora 11 nhé. Ok, đến đây mình làm đoạn ngắn này thôi, đâm ra là mình không làm dài. Làm đoạn ngắn này thôi. Bây giờ mình có cái video như này rồi thì bước tiếp theo là bạn sẽ thêm cái phụ đề vào, thì phụ đề nó sẽ nằm ở trong cái khoảng này nhé, từ đây đến đây. Các bạn căn chỉnh làm sao cho nó đừng có tràn ra ngoài nhé, nó tràn ra ngoài trông nó sẽ xấu và nó sẽ bị mất chữ. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái marker để bạn đánh dấu vào cái đoạn mà cần thêm phụ đề. Ví dụ mình sẽ play video này. Chào các bạn là đến đoạn này đúng không? Mình sẽ đánh dấu một cái marker ở đây, tức là chỗ này sẽ là chào các bạn. Tí nữa mình sẽ cắt cái phụ đề đây. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chào mừng các bạn đến với channel của mình đúng không? Mình sẽ đánh thêm một cái marker nữa. Bạn nhấn phím M để bạn đánh marker nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, đúng không? Mình sẽ đánh dấu thêm một cái marker ở đây. Bạn làm nào để tạo cái phụ đề? Làm nào để tạo cái phụ đề? Mình đánh dấu thêm một cái. Cho YouTube Short đánh dấu một cái. Với phần mềm Filmora 11 nhé. Với phần mềm Filmora 11 đúng không? Ok. Tức là ở đây là các đoạn này là mình sẽ thêm các phụ đề. Tiếp theo là mình sẽ bắt đầu thêm phụ đề. Ví dụ từ đây, chào các bạn này, bắt đầu từ đây đúng không? Để thêm phụ đề thì trước đây thì mình cứ phải đi vào cái title này xong mình kéo cái phụ đề. Bây giờ Filmora 11.6.7 thì bạn không cần nhé, bạn chỉ cần nhấn vào nút này nhé. Quick Text. Ấn vào đây, nó sẽ thêm cho bạn một cái hộp title. Ok. Bây giờ cái hộp title này thì bạn sẽ phải thiết kế và bạn format cái hộp title này. Đây là cái hộp title này. Đây, chữ nó rất là bé ở đây thôi nhé. Các bạn kích đúp nó vào. Sau các bạn sẽ chọn cái phông. Trước tiên bạn chọn phông nhé. Thực ra cái chọn phông này làm nào để phông nó không lỗi, tiếng Việt nó không lỗi, rất là mất thời gian. Mình thì mình chọn cái phông là gọi là Monsterat. Bạn kéo dưới này nhé. M-O này, L L-M L rồi đến M nhé. Bạn có thể chọn cái phông giống mình được. Đây, mình sẽ chọn cái Monsterat Bold này nhé. Đó, ok. Và bạn bây giờ sẽ đánh vào chữ chào các bạn. Mình bật caps lock luôn để cho chữ in hoa cho đẹp. Chào các bạn. Đó. Bây giờ cái chữ nó bé tí như này, bạn có thể tăng kích thước lên. Ví dụ mình chọn là 44 chẳng hạn.
kéo cái size nó bự lên. Ok, chào các bạn đúng không? To quá. Ok, thực ra 44 này có hơi to, 97, 80 thôi. Ok, 80, mình sẽ để 80. Và cái chữ này thì mình sẽ chọn tiếp trong phần Word Art này nhé. Chọn tiếp phần Word Art để mình sẽ format nó cho một cái chữ nó màu mè cho đẹp. Ví dụ mình sẽ chọn cái chữ này chẳng hạn. Ok, kích đúp vào chữ này. Và màu thì màu tím. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể đổi màu khác. Và mình sẽ đi tiếp vào phần Advanced nhé, để mình tùy chỉnh cái chữ trong cho nó kiểu bắt mắt hơn nhé. Nhưng mà cái này nó cũng là tùy chọn cá nhân thôi. Các bạn thích thì các bạn có thể chỉnh. Và trong phần này thì ở phần này, phần thứ nhất là phần Customize nhé. Mình sẽ chọn cái phần Color Fill này. Color Fill bây giờ mình sẽ chuyển sang Radiant Fill cho nó có hai màu. Mình thì mình thích làm hai màu, bạn có thể làm nhiều màu cũng được nhé. Radiant Fill. Ok, bắt đầu mình sẽ, đây là cái màu trắng và màu đen. Thì mình sẽ đổi cái màu trắng này sang màu xanh. Bạn kích đúp vào để bạn đổi màu nhé. Còn cái này sẽ cho nó màu xanh kiểu hơi nhạt đi một tí. Ok, chào các bạn. Như vậy làm hai màu Radiant đã ok. Trong phần Effect này thì các bạn có thể tùy chọn. Mình sẽ chọn cái này nhé. Và phần Angle thì mình cứ để nguyên thế. Trong phần Outline thì mình muốn cho nó ở cái viền màu trắng. Nhưng mà mình muốn cho nó nhỏ bớt cái tức là cái thickness, cái viền ấy. Cho nó nhỏ bớt đi, khoảng tầm 2 thôi. 2. Ok, và cái Outline thứ hai này mình sẽ xóa nó đi, mình không thích nó có hai cái. Và phần bóng thì mình cũng thêm cho nó bóng nhé, Shadow này. Mình tạo bóng và mình sẽ chọn bóng màu đen. Đó, bóng màu đen và cái khoảng cách mình cũng giảm bớt đi. Tầm 5 hoặc 4 thôi, ok, như này là được rồi. Sau khi mình thấy cái này ok rồi, mình sẽ chọn tiếp phần Animation nhé. Trong cái phần Animation, mình sẽ chọn cái này, String Blur. Nhưng mà bạn có chọn Animation nào cũng được nhé. Mình chọn String Blur. Sau đó mình sẽ kéo cái phần bắt đầu của animation cho nó nhanh lên một tí, tại vì thường ra video short ấy nó chỉ có 1 phút thôi. Nên là các bạn nói thì nhanh, phụ đề cũng nhanh cho người ta đọc nhanh. Như này. Chào mừng các bạn đến. Ok, mình sẽ cho cái phần kết thúc của animation cho nó kéo gần về cuối đi. Mình nghĩ là cái chữ này đã ok. Chữ này đã ok rồi và bây giờ mình sẽ lưu nó lại để lần sau mình dùng, tại vì những cái video short khác mình sẽ dùng. Mình nhấn vào Save as Custom. Đây là title short. Ok, cái này nó hơi bị sai chính tả một tí. T. Mình click vào ok nhé. Ok. Đây là cái đầu tiên. Ví dụ mình sẽ căn chỉnh cái thời gian. Chào các bạn nhé. Chào các bạn, chào mừng các bạn. Chào các bạn đúng không? Và đến cái marker này mình sẽ cắt nó ở chỗ này. Chào mừng các bạn đến với channel của mình đúng không? Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chỗ này là cái marker thứ hai đến với channel của mình. Mình cắt tiếp ở đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là... Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ cắt tiếp vào đây. Đó. Làm nào để tạo cái phụ đề chứ? Làm nào để tạo cái phụ đề, mình sẽ cắt tiếp vào chỗ marker này. Rất là dễ đúng không? Và mình sẽ kéo dài cái phụ đề này ra cho nó đến hết video thì thôi. Và mình sẽ cắt tiếp nó ở cái marker chỗ này, cắt nó ra. Đến đây, thôi mình đến chỗ này thôi, mình không cần cắt nữa. Và bước tiếp theo là mình sẽ phải tùy chỉnh cái chữ ở trong đúng không? Đây là xin chào các bạn này. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến đây. Chào mừng các bạn thì mình sẽ kích đúp vào. Mình sẽ đánh tiếp vào đây. Chào mừng các. Rồi, chào mừng các là nó đã hết cái bề ngang, là mình enter để mình xuống dòng. Các bạn đến với đó. Xuống dòng channel của, xuống dòng đi. Mình. Ok, đây là cái thứ hai, dòng thứ hai. Các bạn mình play lại cho các bạn xem. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này Trong video này mình sẽ đúng không? Mình sẽ làm tương tự. Trong video này mình sẽ ok. Để play lại, click vào ok. Trong video này mình sẽ hướng dẫn hướng dẫn các bạn thiếu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok. Các bạn làm tương tự. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo phụ đề đúng không? Để tạo phụ đề. Ok, kích vào ok. Các bạn làm nào để tạo cái phụ đề cho YouTube Short. Cho YouTube Short đúng không? Cho YouTube Short. Câu cuối cùng là với phần mềm Filmora 11. Rất đơn giản đúng không? Với phần mềm Filmora 11. Xong rồi. Ok, đây là từ đầu.
chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái phụ đề cho YouTube Short với phần mềm Filmora 11 nhé. Ok, đấy là cái cách thứ nhất để các bạn có thể tạo được cái phụ đề cho YouTube Short với Filmora 11. Thế còn nếu như bạn nào mà làm kênh tiếng Anh ấy, bạn làm kênh tiếng Anh thì YouTube Short tiếng Anh ấy thì bạn cũng có thêm một cái tùy chọn nữa, đấy là bạn có thể chuyển. Tức là bạn có thể chuyển cái giọng nói của bạn sang cái phụ đề tiếng Anh bằng cái tính năng gọi là Speak to Text ở trong Filmora 11. Đây là một cái mà cũng miễn phí nhưng mà nó cũng không kiểu không phải là hoàn toàn miễn phí trong Filmora. Nếu mà bạn muốn thì bạn có thể chọn cái video của bạn nhé, video có cái tiếng ấy. Sau bạn nhấn vào nút này này, Speak to Text này, bạn nhấn vào đây. Sau đó bạn chọn ngôn ngữ, ví dụ là tiếng Anh Mỹ, Anh hay là tiếng Đức hay tiếng gì đấy. Ví dụ mình chọn là Anh Mỹ. Sau đó mình sẽ chọn vào OK, nó sẽ tạo ra một cái phụ đề cho mình. Sau đó mình có thể tùy chỉnh cái phụ đề đấy. Nhưng mà đây là tiếng Việt, đâm ra là nó không tạo được. Không biết bao giờ nó còn tiếng Việt. Ok, video hôm nay ngắn thế thôi. Mình hy vọng là hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.